Đội hình ra sân của đội xi măng Long Sơn Thanh Hóa: số 5 Nguyễn Thị Hiền, số 8 Lê Thị Thu Thảo, số 9 Nguyễn Thị Hồng Ngọc, số 10 Hoàng Thị Thảo, số 12 Trịnh Thị Huyền, số 16 Lê Thị Dung, vận động viên libero số 20 Phạm Thị Thúy, huấn luyện viên trưởng ông Trần Đăng Thành. Đội hình ra sân của đội Zelesimico Thái Bình: số 2 Bùi Thị Huyền, số 3 Lê Thị Mai Xuân, số 5 Nguyễn Thị Thanh Mai, số 7 Nguyễn Thị Uyên đội trưởng, số 12 Lữ Thị Phương, số 17 Lana Suka, vận động viên libero số 20 Phạm Thị Yến, huấn luyện viên trưởng ông Trần Văn Giáp. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tới với vòng chung kết xếp hạng nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2023. Các trận đấu đang diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu phân hạng. Cuộc đối đầu giữa hai đội xi măng Long Sơn Thanh Hóa và Zelesimco Thái Bình. Đội thắng ở trong trận đấu này sẽ vào trận đấu tranh hạng 5, còn đội thua sẽ rơi xuống và phải bước vào trận đấu tranh hạng 7. Trong sân điểm là điểm đầu tiên của trận đấu cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đội hình của họ gồm có các vận động viên số 5 Nguyễn Thị Hiền, số 8 Lê Thu Thảo, số 9 Nguyễn Thị Hồng Ngọc, số 10 Hoàng Thị Thảo, số 12 Trịnh Thị Huyền và số 16 là Lê Thị Dung. Huấn luyện viên trưởng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa là ông Trần Đăng Thành. Tấn công của các cô gái áo trắng hay không? Bên phía Zelesimco Thái Bình, các vận động viên trên sân là số 2 Bùi Thị Huyền, số 3 Lê Thị Mai Xuân, số 5 Nguyễn Thị Thanh Mai, số 7 Nguyễn Thị Uyên đội trưởng, số 12 Lữ Thị Phương và số 17 ngoại binh Lana Skuka. Huấn luyện viên trưởng Trần Văn Giáp. Hôm qua thì Zelesimco Thái Bình đã phải nhận thất bại trong trận đấu tại vòng tứ kết và trở thành nhà cựu vô địch của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia. Khởi đầu khá chệch choạc của các cô gái áo vàng. Hôm qua Zelesimco Thái Bình đã thua VTV Bình Điền Long An với tỷ số 0-3, 21-25, 19-25 và 20-25. Còn xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở vòng tứ kết đã thua Ninh Bình Liên Việt Postbank cũng với tỷ số 0-3, 19-25, 13-25 và 16-25. Trận thua đó còn khiến cho họ mất đi ngoại binh Sanna Anakulova. Viên người Kazakhstan đã dính chấn thương lưng và không thể thi đấu trong trận đấu này. Đây là Nguyễn Thị Uyên, cũng là vận động viên duy nhất của Zelesimco Thái Bình được gọi lên đội tuyển quốc gia. Thanh Hóa đánh bóng lỗi kỹ thuật, điểm Zelesimco Thái Bình 2-3. Ba điểm số liên tiếp cho Zelesimco Thái Bình và tỷ số được cân bằng.
Tiếp tục là phát bóng của Nguyễn Thị Uyên. Bóng tốt và dứt điểm từ hàng sau hay của Jelesinko Thái Bình. Trước đó là một loạt những tình huống phòng thủ đầy cố gắng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Và cuối cùng thì họ vẫn mất điểm ở tình huống vừa rồi. Sự trở lại của Jelesinko Thái Bình. Rất nhiều những tình huống đập bóng thì cuối cùng Lana Skuka cũng đã có điểm số đầu tiên ở trận đấu này. Đây là một ngoại binh người Slovenia. Trong đội hình của Jelesinko Thái Bình còn có một ngoại binh nữa là Natima Kubakep, người Thái Lan. Bình cũng là yếu tố khác biệt trong đội hình của đội bên. Thanh Hóa 4 năm. Jelesinko Thái Bình xin trả lời. Long Sơn Thanh Hóa không có ngoại binh. Khi mà Anokulova đã dính chấn thương, còn hợp đồng của Ayumi Nakamura đã kết thúc. Thái Bình trả lời không thành công. Vậy đó là một tình huống bóng trong sân của xi măng Long Sơn Thanh Hóa, sự khiếu nại không thành công của Jelesinko Thái Bình. Điểm 6-4 Thái Bình. 6-4. Tiếc với một tình huống phát bóng sang ngoài. Điểm xi măng Long Sơn Thanh Hóa 5-6. Phát bóng không chính xác của Lữ Thị Phương. Khôn ngoan, 7-5. Rất tỉnh táo tới từ Nguyễn Thị Uyên. Một lần nữa, Jelesinko Thái Bình lại có những điểm số được ghi từ hàng sau. Tám năm cho đội bóng áo vàng. Kể từ đầu trận đấu đến giờ thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã phòng thủ tương đối tốt ở vị trí biên 4 của Lana Skuka. Nhưng vừa rồi là tình huống mà số 17 đã kéo vào giữa lưới và dứt điểm. Không cứu được. Trước đó phải dành lời khen ngợi cho libero của Jelesinko Thái Bình số 20 Phạm Thị Yến.
Thêm một lần nữa, đội trưởng Nguyễn Thị Uyên cho thấy khả năng quan sát tốt. Sự điểm chính xác đến từ Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Điểm xi măng Long Sơn Thanh Hóa 69. Rất đúng bài. Điểm Zalemiko Thái Bình. Chiến thuật dẫn điểm một chân ở chiến số 2 đúng bài của Thanh Mai. Một không tốt. Một điểm số nữa được mang về bởi Nguyễn Thị Uyên. 11-6. Quả bóng nhỏ rất tinh tế của số 7 bên phía Jelisco Thái Bình. Không được. 12-6. Sẽ điểm từ bước 2 không thành công của Lê Thị Dung. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa xin tạm dừng. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã phải gọi hội ý khi mà họ đang có những dấu hiệu mất thế trận. Thực ra đây là điều đã được người ta dự đoán từ trước, nhất là khi có những thông tin rằng Xi măng Long Sơn Thanh Hóa lại còn không có ngoại binh Sana Anakulova. Họ vốn đã yếu hơn rồi. Nó phải đúng vị trí nào nó lên. Yeah, nhớ hiện là chỉ 4 mét này thôi, không đi vào. Vị trí của mình cứ bỏ mình đi vào, chúng ta người khác được đè. Yeah, tập trung vào lấy quả bóng tới một điểm đi. Yeah, đừng có vội vàng một cái gì cả. Quả bóng khó đâu, quả bóng dễ. Thực ra về cơ bản, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trụ hạng thành công cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giờ họ sẽ chỉ cố gắng đứng ở vị trí càng cao càng tốt. Thi đấu rất năng suất của Nguyễn Thị Uyên. Có phải là có sự chặt. Long Sơn Thanh Hóa 7-13. Đã có sượt qua tay của Bùi Thị Huyền. Phạt bóng là Lê Thu Thảo. Không được. Đó là tình huống dứt điểm từ hàng sau. 8-13. Thành công của Mai Xuân. Chưa qua lưới chứ không phải là một đường bóng bị chắn lại. Ngoài rất xa. Không chạm mai, dứt điểm điều chính xác của Hoàng Thanh Hảo. Chạm cả vào cột đăng tay. Cơ hội đã tới và Jelesimco Thái Bình không bỏ lỡ. Món quà vừa rồi được dành cho Lữ Thị Phương. Rất dễ dàng sau một tình huống bước một lỗi của đối thủ, không khác gì một đường truyền thuận lợi.
không được. Liên tiếp là hai tình huống lao lên từ hàng sau nhưng không thành công của Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Điểm 96 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. 96. Bóng tốt, tình huống chắn đôi thành công của Hoàng Thị Thảo và Trịnh Thị Huyền. Và đánh nhanh không thành công của Jelisim của Thái Bình. Khép lại khá nhanh để bắt được Lữ Thị Phương. Thêm một điểm nữa, xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang lên tinh thần với những điểm số liên tiếp. Và đó là những dấu hiệu bất ổn khiến cho huấn luyện viên Trần Văn Giáp phải gọi hội ý. Dứt điểm dọc biên rất hay của Nguyễn Thị Hiền, dù đó là một góc cực hẹp. Cố gắng làm sao mình bắn tốc độ nhưng mình chậm một tí, chờ một tí. Đánh để hỏng làm lại em ơi, chị ơi. Được đấy. Tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay ở bảng này tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam là các trận đấu bán kết sẽ diễn ra vào lúc 14:30 và 19:30. Lúc 14:30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình Lê Việt Postbank và VTV Bình Điền Long An. Lúc 19:30, Hóa Chất Đức Sang Tia Sáng đối đầu với Binh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Một trận phân hạng từ vòng các vị trí từ thứ 5 tới thứ 8 là cuộc đối đầu lúc 17 giờ giữa VietinBank và Bình Định. Trọn vẹn những diễn biến của bảng đấu này đều có trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Bên cạnh đó còn là bảng đấu Thái Bình Thanh Hời diễn ra Khánh Hòa nữa. Số 17 ra sân, số 3 ra sân, số 16 vào sân. Lê Thị Mai Xuân đã được rút ra bên phía Jelisim của Thái Bình. Và sân là Đỗ Lại Yến Nhi. Điểm xi măng Long Sơn Thanh Hóa 12-17. Tình huống giáp chắn chưa thực sự kín bên phía Jelisim của Thái Bình. Phát bóng ra ngoài rất đáng tiếc cho các cô gái xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đội thứ 19 cho Jelisim của Thái Bình. Ngoài rồi. Thái Bình đánh bóng chạm lưới. Điểm xi măng Long Sơn Thanh Hóa 13-19. Đó là một tình huống phát bóng đầy khó chịu. Thêm một điểm nữa cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Thank you.
15-19. 15-19. Liên tiếp là những tình huống bước một lỗi của Gelesimco Thái Bình. Gelesimco Thái Bình xin tạm dừng. Và phía đội bóng áo vàng lại phải gọi hội ý rồi. Họ đang đánh mất thế trận từ một khoảng cách rất an toàn. Chắn đứng biệt chỉ còn 4 điểm. Ôi xuống con bật lên, không vội vào, đánh không tốc độ đâu mà chậm chậm là đúng không con. Như bó vào trong một xíu, chắn sợ nó đừng trôi ngoài quá. Rất may mắn, 16, đang là cầu phát bóng của vận động viên mang số 12 Trịnh Thị Huyền. Cùng Gelesimco Thái Bình đã ngắt được mạch lên điểm của đối thủ. 20-16. Vụ giày trùng xuống. Tuy nhiên hậu quả cũng chưa phải là quá lớn. 4 điểm vẫn là một khoảng cách tương đối. Băng Long Sơn Thanh Hóa 17-20. Phải đó là bóng ngoài. Điểm sẽ được Thái Bình 21-17. Điểm số được mang về bởi Lana Skuka. Thái Bình thay người, số 3 vào sân, số 16 ra sân. Mai Xuân đã trở lại. Thanh Hóa thay người, số 5 ra, số 15 vào, số 16 ra, số 17 vào. Bên phía Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa cũng có hai sự điều chỉnh với sự góp mặt của Tôn Thị Minh Thư và Lê Thị Lan. Chắn đơn hiệu quả của Lana Skuka. Quá cao. Đó là một tình huống vào đà có phần lại còn hơi với của Lê Thu Thảo. Bóng tốt. Và dứt điểm hay từ hàng sau của Nguyễn Thị Uyên. Ngoài rồi. Thứ lại đúng lộ trình. Và sẽ có nhiều cơ hội đến dứt điểm trận đấu đầu tiên cho Gelesimco Thái Bình. Của người tấn công vào, mình cứ giữ cái này.
Lần này là điểm số được mang về bởi Hồng Ngọc. Rất đáng tiếc, một điểm thua rất đáng tiếc của xi măng Long Sơn Thanh Hóa khi mà những vị trí trong đội hình của họ đã không hiểu ý nhau. Chiến thắng trong set đấu thứ nhất đã thuộc về Jelesimco Thái Bình. Ít nhất là hai người có thể cứu được đường bóng vừa rồi, nhưng họ lại nhìn nhau. Đó là Hồng Ngọc và Minh Thư. Nỗ lực muộn màng là không đủ để xi măng Long Sơn Thanh Hóa có thể lật ngược thế cờ khi mà khoảng cách cũng là tương đối xa. Họ đã thất bại trong set 1 với tỷ số 19-25. Chúng ta sẽ cùng tới với những diễn biến trong set đấu thứ hai của đối đầu giữa xi măng Long Sơn Thanh Hóa và Jelesimco Thái Bình. Điểm đầu tiên trong set đấu đã thuộc về đội bóng áo vàng. Cú sút sau đầu hay của Bùi Thị Huyền dành cho Nguyễn Thị Uyên. Một đều. Trong set 1, xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã từng là đội khởi đầu tốt hơn. Sau đó thì họ đã dần đánh mất thế trận và để cho đối thủ tạo ra khoảng cách rất xa. Có lúc lên đến khoảng 8 điểm. Và nỗ lực muộn màng để trở lại là không đủ. Đội
trận năm ngoái Jelesimco Thái Bình đã đăng quang thì đánh bại Hóa chất Đức Giang Hà Nội với tỷ số 3-0 trong trận đấu chung kết. Đó là một mùa giải mà Jelesimco Thái Bình được hưởng lợi rất lớn nhờ phong độ cực cao của ngoại binh Polina Rahimova. Nhưng năm nay thì Polina đã không còn thi đấu cho Jelesimco Thái Bình nữa rồi. Cô đã chuyển sang Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Kuka cũng là một vận động viên khá ổn, nhưng sẽ là quá khập khiễng nếu so sánh với Polina Rahimova. Phát bóng ghi điểm của Siêu Măng Long Sơn Thanh Hóa. Lắc và rơi ở ngay phía trước mặt của Nguyễn Thị Uyên. Không được. Không thể vượt qua được Lê Thu Thảo. Xử lý trong một tư thế khó của Lê Thị Mai Xuân. Là Trịnh Thị Huyền. Có vẻ như là Bùi Thị Huyền của Jelesimco Thái Bình đã vươn tay sang phần sân của đối thủ. Có dám truyền ấy, thì dựng lên một tí. Vì lúc đấy vì điều chỉnh dựng lên vứt vào thế là vứt không bỏ. Dựng lên là vẫn có thể có cơ hội có điểm. Vẫn là... trong sân. Nguyễn Thị Uyên và Phạm Thị Yến đều né ra. Thêm một cầu lên bóng rất dài của Trịnh Thị Huyền. Trong set 1 thì Trịnh Thị Huyền cũng đã có những tình huống giao bóng chất lượng. Không được. Đang có những vấn đề tâm lý nhất định của Jelesimco Thái Bình. Và đến một người uy tín như là Nguyễn Thị Uyên cũng đang liên tiếp mắc lỗi. Khoảng cách bây giờ là 5 điểm. Khởi đầu rất tốt cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Có những điều chỉnh ở vị trí truyền hai bên phía Jelesimco Thái Bình. Bùi Thị Huyền rời sân, nhường chỗ cho Phạm Thị Diệp. Một làn gió mới. Khoảng cuối
cùng thì đội bóng áo vàng cũng đã ngắt được mạch lên điểm của đối thủ. Đó là pha tấn công của Mai Xuân. Không có một tín hiệu nào cho thấy phu nhân của huấn luyện viên Trần Văn Giáp là Bùi Thị Huệ sẽ thi đấu. Mà rất thoải mái phía ngoài sân. Măng Long Sơn Thanh Hóa cũng không nghĩ rằng mình sẽ có điểm trong nỗ lực vừa rồi của Hồng Ngọc. Skuka đẩy quả bóng vào đúng lưng của Thanh Mai. Bùi Thị Huyền lẫn chuyền hai vào sân Phạm Thị Diệp. Hay của Thanh Mai. 5-11. Chuyền thực sự thuận lợi của Jelesim của Thái Bình. Những mũi tấn công của họ đang liên tiếp phải bỏ nhỏ. Thu thảo. Viên của xi măng Long Sơn Thanh Hóa chạm lưới. Dường như đó là Hoàng Thị Thảo. Bóng ngoài. Chính xác là một tình huống dứt điểm ra ngoài của số 10 bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Vẫn còn dẫn 5 điểm nhưng huấn luyện viên Trần Đăng Thành đã gọi hội ý. Đấy, bóng toàn bóng tốt nhưng không phải bóng người ta cho mình không có điểm. Chúng ta tập trung vào các điểm nhưng chắc chiêu vào đừng có lãng phí những điểm như thế nhỉ. Bỏ ra số 5 Hà Thảo rồi. Đã thay thế ông Thái Quang Lai, huấn luyện viên của xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở giai đoạn 1. Ngoài ra giai đoạn 2 thì bóng chuyền nữ Thanh Hóa còn đón nhận tin vui khi có nhà tài trợ xi măng Long Sơn. Hãy
của Gelesimco Thái Bình. Và xử lý tốt của Nguyễn Thị Uyên. Xuống còn 3 điểm, 92. Và bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã quyết định có sự điều chỉnh. Hoàng Thị Thảo bị rút ra, nhường chỗ cho Bùi Thị Nga. Bùi Thị Nga là người vừa cắt cầu lên điểm của Gelesimco Thái Bình. Tôn Thị Minh Thư một lần nữa được tung vào sân để thay thế cho Lê Thị Dung. Ngoài. Bên phía Gelesimco Thái Bình đã có sự thay đổi ở vị trí ngoại binh. Lana Skuka nhường chỗ cho Natima. Cút khép. Đó là pha dứt điểm của Natima. Bị người Thái Lan. Bóng không tốt của Bùi Thị Nga. Bóng đã xoáy lại phần sân của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Thay vì thực hiện một đường bóng chéo sân. Rất hay, một điểm nữa được ghi bởi Natima. 13 đều cho Gelesimco Thái Bình. Tình huống mà chúng ta cảm nhận rằng đội hình của xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang rối loạn. Không ổn một chút nào. Thế dẫn trước của xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã không còn rồi. Sự điều chỉnh rất hợp lý bên phía Gelesimco Thái Bình. Chạy chiến về chiến đá không vào mình có xử lý được. Chậm quá, vội quá. Tất cả các vận động viên từ lấy bóng đến chuyển hàng và đến tấn công. Bên phía Thái Bình đã điều chỉnh ở vị trí chuyền hai và cũng tiếp tục làm mới. Điều
trên của mình với sự góp mặt của một ngoại binh khác, một phong cách khác. Và họ đã trở lại, đã cân bằng được tỷ số trong set đấu này. Với 4-13 sau pha xử lý vừa rồi của Bùi Thị Nga. Bỏ nhỏ hay. Vừa có pha cụm đầu giữa hai vận động viên của Jelesim của Thái Bình, Lữ Thị Phương và libero Phạm Thị Yến. Không thể lót được vị trí vừa rồi. Điểm số của Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 3 điểm liên tiếp cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Và đến lượt Jelesim của Thái Bình phải gọi hội ý. Vừa chạy vừa di chuyển, chưa biết bóng đâu đã chạy rồi nhé. Cả Yến, cả Tú cứ đứng tại chỗ quan sát người ta làm cái gì đấy. Mình chạy đi nhưng mình chưa bắt được gì. Một điểm nữa được mang về cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa bởi số 5 Nguyễn Thị Hiền. Tay trái của Nguyễn Thị Hiền. Đã đập vào tay của Natima. Bây giờ là sự điều chỉnh tiếp theo bên phía Jelesim của Thái Bình khi mà Lana Skuka trở lại. Rất cố gắng. Chắn bóng hay. 5 điểm liên tiếp cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Họ lại bứt lên sau khi để cho Jelesim của Thái Bình gỡ hòa. Bùi Thị Huyền trở lại thay thế cho Phạm Thị Diệp ở vị trí chuyền hai. Tầm dứt điểm của Lana Skuka. Lập tức là lời đáp trả bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa.
đấu mà cho tới lúc này, những mũi tấn công biên của xi măng Long Sơn Thanh Hóa là Nguyễn Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Thị Hiền đều đang có phong độ tốt. Phạt bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Phạt hỏng của Trịnh Thị Huyền. Mai Xuân. Đó là lỗi của Bùi Thị Nga. Tiếp tục là một sai lầm khác. Lần này tới lượt libero Phạm Thị Thúy. Chính xác đó là libero Nguyễn Thị Phước. Tiếp tục là Lana. Chế Lê Sim của Thái Bình cũng đang có được chuỗi lên điểm. Một lần nữa thì họ đang ngược dòng. Đường chuyền tầm cao như vậy là rất thích hợp để khai thác được lợi thế về thể hình của Lana Skuka. Hai pha kết thúc liên tiếp và Hồng Ngọc đã ngắt được mạch của đối thủ. 20-18 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp đang liên tiếp có những sự điều chỉnh. Bây giờ Lê Thị Mai Xuân được rút ra để nhường chỗ cho số 9 Nguyễn Thị Hương. Chắn bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa chạm lưới. Lana Skuka sau quãng thời gian được rút ra để nạp năng lượng khi trở lại đã bùng nổ. Tiếp tục là một tình huống bước một lỗi của Bùi Thị Nga. 20 đều. Rất căng thẳng ở thời điểm quyết định của set đấu thứ hai. Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều so với set đầu tiên. Không phải là quá thuận lợi nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn mang về điểm số cho Jelle Simcoe Thái Bình. Và đây là lúc mà Thái Bình đang rất cần ở đội trưởng của họ thể hiện được vai trò và cất lên tiếng nói của mình. Trận đấu mà Nguyễn Thị Huyền đang chưa để lại được thật nhiều dấu ấn. Đây là lúc mà số 7 bắt đầu lên tiếng. Hai điểm số liên tiếp của Nguyễn Thị Huyền. Bóng đánh đập chắn ra ngoài. Sau khi bị đối thủ dẫn gần như là xuyên suốt thời gian của trận đấu này thì Thái Bình đã vượt lên. Không được. 23-21 cho đội bóng của huấn luyện viên Trần Văn Giáp.
người đang tỏ ra rất mát tay và nhạy bén trong những sự điều chỉnh của mình. Bây giờ ông Trần Đăng Thành mới quyết định rút Bùi Thị Nga và tung Hoàng Thị Thảo trở lại. Thanh Mai. Bước một không phải là quá tốt của số 10 bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Tuy nhiên đồng đội đã biến tình huống không phải là quá hay trở thành cơ hội để ghi điểm. Đó là một pha xử lý tốt của Tôn Thị Minh Thư. 22-23. Rất căng thẳng. Đây là lúc nước sôi lửa bỏng và những sai lầm như vậy sẽ mang tới một cái giá rất đắt. Tình huống phát bóng hỏng của Lê Thu Thảo. Điểm số bị mất quá đáng tiếc bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Set point cho Jelisip của Thái Bình. Cần phải cứu thêm một set point nữa. Người vừa ghi điểm là Hoàng Thị Thảo. Minh Thư. Và đó là dấu chấm hết. Nguyễn Thị Huyền đã tỏa sáng đúng vào lúc đội bóng cần cô nhất. Điểm số ở thời điểm rất quan trọng của số 7 bên phía đội bóng áo vàng. Và thắng lợi nghẹt thở với tỷ số 25-23 đã thuộc về Jelisimco Thái Bình ở trận đấu thứ hai. Một trận đấu mà Thái Bình đã bị dẫn trước trong phần lớn thời gian, thậm chí là dẫn xa, dẫn sâu. Nhưng cuối cùng thì họ đã trở lại. Trận đấu thứ 3 của đối đầu giữa xi măng Long Sơn Thanh Hóa và Jelisimco Thái Bình. Đội thắng ở trong trận đấu này sẽ bước vào trận đấu tranh hạng 5 với đội thắng ở cặp đấu giữa Vietinbank và Quảng Ninh. Thi đấu vào lúc 17 giờ hôm nay. Còn đội thua sẽ bước vào trận đấu tranh hạng 7 với đội thất bại ở cặp đấu giữa Vietinbank và Quảng Ninh.
Lúc 14:30 sẽ diễn ra trận bán kết nữ giữa Ninh Bình Liên Việt Postbank và VTV Bình Điền Long An. Còn trận bán kết hai giữa Hóa Chất Đức Sang Tia Sáng và Binh Chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước thi đấu lúc 19:30. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Trong cả 3 set đấu thì Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đều đang là đội khởi đầu tốt. Đúng đập chéo sân hay của Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Rất đáng tiếc, Hoàng Thị Thảo đã phát bóng rụng lưới. Bóng hay, một tình huống chắn đôi của Lữ Thị Phương và Lana Skuka. Hai đều. Tiếp tục là chắn bóng thành công. Dù đó chỉ là chắn đơn của Lữ Thị Phương. Và đối đầu giữa hai số 12 và số 12 của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, Trịnh Thị Huyền đã bị cản lại. Không được. Lực cứu bóng không thành công của Mai Xuân. Rất hay. Dứt điểm dọc biên cực kỳ chính xác của Lana. Bóng tốt. Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hồng Ngọc vẫn đang là những vận động viên mang về nhiều điểm số nhất cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Rồi là một tình huống có sự đóng góp của may mắn. Dù ý đồ của Nguyễn Thị Hiền cũng là khá hay. Rất đáng tiếc cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, họ đã không tận dụng được cơ hội vừa rồi. Quá may mắn. 5 đều. Sau khi được cất trong khoảng một nửa thời gian thi đấu của set 2, Lana khi trở lại sân đã thi đấu hay hơn nhiều. Một kết thúc rất tốt. Sáu đều. Bây giờ là một cục diện cân bằng. Thank you.
vẫn có điểm cho Lana Skuka. Dù đó chỉ là một pha xử lý từ hàng sau, nhưng vận động viên người Slovenia vẫn mang về điểm số tiếp theo cho Jelesimco Thái Bình. Sáu. Rất tốt. Có những dấu hiệu đánh mất thế trận của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Và họ phải gọi hội ý rồi. Ôm lên, tiến một bước, lùi một bước là mình đấy được. Mình cứ đứng tít ở dưới xong nó bỏ trên, bắt đầu ngã, nó ngã. Mình chủ động đấy nhé. Tất cả những bóng gõ này. Vừa mang về điểm số thứ 7 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở set đấu này. Một pha di chuyển tốt của Trịnh Thị Huyền ra vị trí số 2. Minh Thư. Có sượt tay đội bạn rồi. Và kết thúc liên tiếp của Nguyễn Thị Uyên. Chắn bóng hay. Lữ Thị Phương đang chắn rất tốt. Chạm lưới rồi. Vừa rồi là lỗi chạm lưới của Nguyễn Thị Hiền. Liên tiếp của các cô gái xi măng Long Sơn Thanh Hóa rất đáng tiếc. Người chạm lưới tiếp theo có lẽ là Trịnh Thị Huyền. Khoảng cách giữa đôi bên bây giờ là 6 điểm. 7 điểm. Trong một tình cảnh gần tương tự ở set đấu thứ hai, nhưng Jelesimco Thái Bình đã có thể ngược dòng. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa liệu có làm được không? Những tình huống
rất mất phương hướng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa khi họ đang không biết làm thế nào để tấn công và ghi điểm. Liên tiếp bị chắn lại. Đó là Nguyễn Thị Uyên. Thứ đang tuột khỏi tầm tay của thầy trợ huấn luyện viên Trần Đăng Thành. Cùng đã có điểm số thứ 8 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Thế trận thuận lợi và Nguyễn Thị Uyên đã được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Phạm Thị Hồng Nhung. Không được. Sẽ điểm là tương đối dở của Lữ Thị Phương. Như vậy là Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã trở lại bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Hoàng Thị Thảo. Rất xoáy của Lê Thị Mai Xuân. Rất tốt. 10-17. Tốt hơn của Lữ Thị Phương. Tình huống đánh nhanh tốt của Lữ Thị Phương kết hợp với Bùi Thị Huyền. Pha ăn ý giữa Bùi Thị Huyền và Lê Thị Mai Xuân. Đó là đường bóng có thể cứu được. Và kết thúc chéo sân của Nguyễn Thị Hồng Ngọc.
Trong sân, thêm một điểm nữa cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. 13-18. Liên tục những nỗ lực và đẩy bóng tới những vị trí rất khó của Hồng Ngọc. Phát bóng ra ngoài rất đáng tiếc cho các cô gái áo trắng. 19-13. Có lẽ sẽ không quá khi gọi đây là đội hình 2 của Jelesimco Thái Bình, với không ít những gương mặt chưa được thi đấu quá nhiều. Trong đó có chuyền 2 Phạm Thị Diệp, có số 16 Đỗ Lại Yến Nhi, có cả Natima, trước đó là số 11 Phạm Thị Hồng Nhung. Được một lỗi. Một rất không tốt của Phạm Thị Hồng Nhung. Rất hay. Đó là pha kết thúc của Natima. Natima khi được tung vào sân ở set đấu thứ hai cũng đã thi đấu tốt ở một vài điểm số. Sau đó thì bắt đầu nhạt dần. 21-15 cho Jelesico Thái Bình. Muốn nhảy phát bóng của Natima và Nguyễn Thị Phước đã không thể đỡ được. Giày mà Nguyễn Thị Hồng Ngọc đang cố gắng để gánh tìm. Một mình Hồng Ngọc với những pha dứt điểm ở rất nhiều những vị trí khác nhau, thậm chí là đã lùi xuống cầu sau rồi. Phát bóng ra ngoài quá đáng tiếc. Thêm một lỗi phát bóng nữa của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Có vẻ lại là Lê Thu Thảo, người cũng đã từng phát bóng hỏng ở thời điểm mấu chốt trong set đấu thứ hai. Bước một lỗi của Hồng Ngọc. Và Jelesimco Thái Bình đã không bỏ lỡ cơ hội này. Dứt điểm ở vị trí số 3 tới từ Lữ Thị Phương. Ngay khi đã rút rất nhiều những vận động viên chủ lực rời khỏi sân thì Jelesimco Thái Bình vẫn đang bước từng bước tới thắng lợi chung cuộc. Chiều sâu đội hình của đôi bên cũng là tương đối khác biệt. Thì Thái Bình rõ ràng là có nhiều sự lựa chọn hơn. Dù sao thì năm ngoái Jelesimco của Thái Bình cũng đã đăng quang. Trong mùa giải vô địch quốc gia 2022,
chuyển nữ Thanh Hóa đã đứng ở vị trí thứ 8 chung cuộc. Họ thua VTV Bình Điền Long An ở tứ kết, sau đó tiếp tục thua Bộ Tư lệnh Thông tin và Vietinbank. Có thể sẽ một năm nữa mà bóng chuyền nữ Thanh Hóa bước vào trận đấu tranh hạng 7. Năm ngoái họ thua Vietinbank. Năm nay thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ gặp đội thua trong cuộc đối đầu giữa Vietinbank và Quảng Ninh. Nếu như họ thất bại ở trận đấu này, khả năng đó là không hề nhỏ. Bóng tốt, vẫn là những nỗ lực của các cô gái áo trắng. 19-23. Và dứt điểm chính xác của Nguyễn Thị Hiền. Quảng Nhung đã mắc phải khá nhiều lỗi. Đó là sự trịch choạc trong đội hình 2 của Zelesimco Thái Bình. Không còn cơ hội cho số 11 Phạm Thị Hồng Nhung nữa. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp quyết định tung Nguyễn Thị Uyên vào, có lẽ là để dứt điểm trận đấu này. Một lỗi của Nguyễn Thị Uyên, nhưng phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa còn mắc phải một sai lầm lớn hơn. Rất đáng tiếc khi bóng từ tay của libero Phạm Thị Thúy lại dính vào người của một đồng đội. Đó là Trịnh Thị Huyền. Match point cho Zelesimco Thái Bình. Bên phía Thái Bình đã tung Lana Sukuka trở lại. Hoàng Thị Thảo. Rất thiếu chính xác và đó là điểm số cuối cùng ở trong trận đấu này. Zelesimco Thái Bình đánh bại xi măng Long Sơn Thanh Hóa với tỷ số 3-0. Và như vậy là họ sẽ bước vào trận đấu tranh hạng 5, gặp đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Vietinbank và Quảng Ninh. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay. Và trước đó vào lúc 14:30 sẽ là trận bán kết 1 giữa Ninh Bình Liên Việt Postbank và VTV Bình Điền Long An. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.